Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, ARK Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Riaki Gaming. Và ngày hôm qua ấy, thì bên Gana Free Fire chúng ta đã có một cái cập nhật nhỏ, mà không biết anh em có để ý và đã cập nhật đấy chưa. Và khi mà cập nhật vào rồi ấy, thì cái avatar màu đen của nhân vật Jai thì sẽ hiển thị đó là mặt của nhân vật Jai. Nhân vật sẽ chuẩn bị ra mắt ở trong Gana Free Fire. Thì cái avatar của nhân vật Jai này thì làm sao để lấy, thì anh em đơn giản thì thức tỉnh của Nayato thì anh em có thể lấy được cái avatar của nhân vật Jai này. Không biết lý do tại sao nó lại như vậy, nhưng có lẽ đó là một cái lỗi lầm gì đấy bên Gana Free Fire. Thường thì chúng ta sẽ phải mua nhân vật Jai này chúng ta mới có thể sở hữu được cái avatar của nhân vật đó. Ok, thì cái nhân vật Jai này cũng đã được đưa vào trong game rồi. Và trái với cả cái suy nghĩ của mình, lúc đầu mình cứ nghĩ là phải là một thanh niên mà nhìn trông rất cao to, oai vệ như là kiểu Alok hay là Hayato cơ. Nhưng mà trông lại hơi còi còi anh em ạ. Và thêm cái bộ trang phục chỉ huy SWAT thì trông nó cũng không xịn sò đó lắm. Thì nhân vật Jai này có một cái bộ kỹ năng, đó là sau khi hạ gục đối thủ thì băng đạn của súng sẽ được tự động nạp lại 10% giới hạn của băng đạn. Tức là giới hạn súng trường, súng lục và súng tiểu liên. Tức là ví dụ bạn bắn shotgun hay là súng bắn tỉa thì bạn sẽ không được hồi lại lượng đạn đâu. Đấy, thì cái này là một trong những cái mà theo mình đánh giá là cái kỹ năng của Jai hơi cùi. Và kỹ năng lên đạn này hơi cùi. Và kỹ năng này nó sẽ phù hợp với cả những cái bạn mà theo phong cách tấn công. Và các bạn về kỹ năng này ấy, thì có thể là các game thủ thi đấu chuyên nghiệp họ sẽ thích, bởi vì là họ sẽ có thêm lượng đạn để có thể kết liễu đối phương luôn, mà không cần phải mất thời gian để thay lượng đạn. Hoặc là ví dụ như mấy ông mà chuyên làm highlight vuốt tâm các kiểu con đà điểu thì sẽ có lợi thế khi mà có thể vuốt các kiểu vào đầu đối phương. Đấy, bạn có thể cân 3, cân 4 là chuyện bình thường khi mà bạn không cần phải mất thời gian thay đạn. Thì mình nghĩ là cái này nó sẽ phù hợp với các pro. Còn với những người chơi bình thường thì mình nghĩ là những kỹ năng như kiểu của Cabela hay là của Hayato bình thường thì nó vẫn sẽ phù hợp với anh em hơn. Thì hiện tại vẫn chưa biết cách làm sao để nhận được nhân vật Jai này, nhưng mà mình tin là nhân vật này thì sẽ bán với giá tương đối rẻ, tại vì nó là nhân vật theo kiểu quảng bá cho bên Ấn Độ. Và có thể thậm chí có thể sẽ có một cái nhiệm vụ gì đó mà cho phép chúng ta nhận nhân vật này miễn phí. Ok, thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta có một cái sự kiện khá là hay, mặc dù nó không liên quan nhiều đến game lắm, nhưng mà nó sẽ liên quan đến những idol ở bên Gana Free Fire. Đó là bình chọn streamer yêu thích. Thì trái với cả mùa trước ấy, mùa trước thì bên Gana Free Fire họ cho các streamer thi về lượt view trên YouTube với nhau. Tuy nhiên thì mùa này họ lại quyết định là sẽ cho các streamer họ đọ fan với nhau. Và đó lý do vì sao mà có khá nhiều streamer lần này sẽ không tham dự ở trong cái chương trình streamer đại chiến này. Đơn giản bởi vì một số những cái streamer mà không có nhiều fan hâm mộ và không nhiều fan cứng ấy thì rất khó có thể cạnh tranh được ở trong cái cuộc thi mà đọ fan như thế này. Đấy, đây là cái rank cao nhất. Và lúc này chúng ta đây là cái nhóm mà rank huyền thoại, tức là nhóm mà trên 1 triệu người theo dõi ở trên các phương tiện mạng xã hội. Chúng ta có thể nhìn thấy có Mewdy Game này, có AS Mobile, có Lão Gió, Hải Đăng Gamer, cô Ngân, ai nữa nhỉ, chắc là Cao Bạc rồi Bác Gấu đó. Thì cái rank huyền thoại này ấy, thì chúng ta có thể thấy là cái số lượng vote cũng đã tương đối chênh lệch rồi. Lúc này thì Mewdy Game mới được 126, Lão Gió 103, Hải Đăng là 105. Trong khi đó thì AS Mobile lúc này anh ta đã có mình đó là 992 lượt vote. Thì mỗi người sẽ chỉ được lựa bình chọn một lần thôi. Và khi mà chúng ta chia sẻ cái trang web này, chúng ta sẽ có thêm cho mình một lượt bình chọn nữa. Tức là mình không biết là mỗi ngày thì cái lượt bình chọn này có được reset lại hay không, nhưng mà hiện tại thì chúng ta chỉ có 2 lượt bình chọn thôi. Lúc này thì Bác Gấu đang là người được hâm mộ nhất ở trong cái rank huyền thoại này với 3.172 người bình chọn. Cao Bạc được 287, Như Hê Si chỉ được 24, còn Sĩ Kẹo chỉ được có 34 lượt vote mà thôi. Thì ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ Bác Gấu đang là người được hâm mộ nhất và số lượng fan Bác Gấu cũng đang rất là đông đảo. Ở trong cái rank huyền thoại lần này thì sẽ thiếu đi khá là nhiều những cái streamer mà trên 1 triệu sub. Ví dụ như là Game Củ Tạ thì anh ta cũng được 1 triệu sub, như lần này anh ta không tham gia. Hoặc là ví dụ như là Kelly Gaming cũng không thể xuất hiện. Rồi Nam Lầy cũng không thể xuất hiện trong sự kiện lần này. Lần trước Nam Lầy có tham gia, như lần này Nam Lầy không tham gia. Rồi thì Hùng Akira cũng là một trong những người mà trên 1 triệu sub, nhưng mà hiện tại thì cũng không thấy Hùng Akira tham gia ở đây. Rồi Burst Gaming cũng không xuất hiện ở đây. Đó, thì chúng ta thấy là cũng thiếu khá nhiều các streamer mà trên 1 triệu sub. Ok, đây là Hải Đăng, và em đừng chạy bo nữa, chạy vào team
manh này và phải như Hesi. Nếu các bạn muốn thấy Như trong MV vòng 2 và hát cho mọi người nghe thì nhớ bình chọn và share Như Hesi nghe. Và Như Hesi rất xinh. Và đây là Lão Gió lần thứ 2 đến với streamer đại chiến. Cơn gió này sẽ chuyển thành bão và xịn gió bò thật sự. Thì anh em không biết là ở cái rank huyền thoại này thì anh em có vote cho ai hay không. Nhưng mà trong rank huyền thoại thì mình tạm dự đoán là một số những streamer nổi bật, ví dụ như là AS Mobile này, Cao Bạc này, Cô Ngân này thì và Bác Gấu thì chắc chắn là sẽ có suất đi tiếp. Tại vì cái vòng này có 9 người nhưng mà chọn tới 7. Đấy, chọn tới 7 trên 9 người này. Đấy, đây là nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai thì nổi bật đó là anh For. Anh For có 970.000 follower, tức là 970.000 người theo dõi ở trên YouTube. Mà suýt nữa thì anh For phải lên cái nhóm trên để thi. Đây là Đăng Sóc, và rất lâu trong Đăng Sóc ngầu phết nhỉ. Rất lâu tôi nhìn thấy Đăng Sóc, chúng ta thấy là Conan, đây là Ichi. Ichi thì lúc này anh ta mới có mình 138 lượt vote thôi. Và có lẽ anh ta sẽ cần phải kêu gọi những cái fan của mình rất là nhiều để có thể giúp cho anh ta đẩy cái số lượng người vote ở trên này. Thì thực tế, ui, có cả cô bé Monlu TV này. Và Hòm Thính em thả sao anh không chịu lút vậy. Và Monlu, tôi nghĩ là Monlu này chắc là cũng sẽ có đông người vote đấy. Và có, hiện tại cô nàng này được 34 vote rồi. Ui, người em Thành Mốc của tôi 461 vote này. Đây là Mạnh TG, NPN1ST streamer. Dạo này anh chàng này thì cũng hoạt động khá là nhiều. Và anh chàng này hiện tại là có 82 vote. Chinona, bạn gái của Hùng Cam. Bạn gái của anh chàng Hùng Cam, đồng nghiệp cũ của tôi. Đây Thành Mốc, ui, Thành Mốc 461 vote rồi anh em ạ. Thành Mốc thời gian ở đây đang rất là hâm mộ. Mà dù Thành Mốc thì là một trong những người mà rất tài năng, nhưng mà đến thời điểm gần đây anh ta bắt đầu nổi. Và tất nhiên là nhóm này thì Ma Gaming Minh là người rất nổi bật rồi. 1321 lượt vote. Đây là Mạnh Funky với 75 lượt vote thôi. Có vẻ như Mạnh Funky bây giờ đang tập trung vào vấn đề thi đấu nên là anh ta cũng không có quá nhiều lượng fan để mà giúp cho mình. Và cái nhóm này thì như tôi đếm đâu đó khoảng 14 người thì phải. Conan, Conan thời gian đây bắt đầu xuất hiện thì là Lưu Trung với 35 lượt vote. Thì đấy là nhóm thứ hai, nhóm thách đấu. Đây là nhóm thứ ba, nhóm sống dai, tức là nhóm ở dưới nhất. Đây là Cao TV, 192.000 lượt vote. Đại chiến streamer không đơn giản là cuộc thi dành cho những người ham vui. Đây là Chipi, 127 lượt vote. Chipi hiện tại có số follow là 263.000. Cái này chắc là trên Facebook rồi. Tại vì thường thì trong giải đấu người ta chú ý các bạn nam nhiều hơn. Mình đến với giải lần này để chứng minh cái gì đấy. Đây là 108 bụi, đúng không? 140 lượt vote này. 108 bụi anh ta cũng đã làm streamer khá lâu rồi. À đây, Buzz Gaming không tham gia, nhưng mà người yêu Buzz Gaming là Muội TV có tham gia. Đây là Tiểu Diễm, 34 lượt vote. Rồi đây là Mành Mành, bạn này cũng là một game thủ chuyên nghiệp và đang thi đấu ở team Menu, tên là Menu Mành ấy. Và bạn này thi đấu ở trong team Menu và đợt tới cũng sẽ thi đấu ở trong đấu trường sinh tồn. Đây là Sarang, 94 lượt vote. Misu TV mình chưa nhìn thấy bạn này bao giờ, 6 lượt vote. Cap Gaming có 5 lượt vote. Đây là Wack Peo, chú Peo được 47 lượt vote rồi anh em ạ. NTN 101 lượt vote. Cái sự kiện này nó mới mở thôi nên là mình nghĩ là các game thủ, các streamer này họ sẽ sớm đua nhau. Cái này nó rất là kinh khủng. Và các bạn nào mà là fan của các streamer này thì các bạn nhớ là phải dành cho cái fan, cho cái streamer của mình cái lượt phiếu hâm mộ. Đây là Cáo Funny với 5 lượt vote. Uầy, vô lý anh em. Và tôi vừa nhìn thấy vô lý xong, cái trang web này nó sắp xếp hơi hơi khó để theo dõi. Thì khi mà chúng ta bấm vào ai đấy thì xong lúc sau lại nhảy qua người khác. Vâng, đây tôi vừa nhìn thấy đây vô lý anh em ạ. Vâng, Thánh Vuốt Tâm. Trước đây tôi rất sợ xuất hiện trước đông người hay lộ hình ảnh bản thân. Lần này là cơ hội tôi vượt qua điều đó. Đây là nơi tôi chứng minh. Vâng, ui, vô lý với cả ma mà khi gọi là bắn headshot thì phải gọi là chất lừ anh em ạ. Cái nhóm này theo mình thấy là có khoảng hơn 20 người và có khá là nhiều gương mặt mới. Ví dụ như là năm ngoái chúng ta chưa nhìn thấy Monlu hay là Miger hay K4 hay là Tin Gáy To. Tôi vừa nhìn thấy có Tin Gáy To xong. Hay là Sarang như năm ngoái cũng chưa tham dự thì phải. Cái mùa trước chưa tham dự, nhưng mà mùa này thì các bạn có tham dự rồi. Đây là Học Mõm, người có thể coi là bắn one shot hàng đầu Việt Nam. Học Mõm, một trong những streamer rất là giỏi. Thì khi mà các bạn share cái website này, share cái trang này thì sẽ được thêm một lượt bình chọn nữa. Và hình như là cả chương trình trong 5 ngày từ mùng 4 đến mùng 9 thì chúng ta chỉ có 5 lượt bình chọn, có 2 lượt bình chọn mà thôi. Đấy, có 3 nhóm thì nhóm huyền thoại, thách đấu, sống dai. Đấy thì anh em thích vote cho ai thì vote nha anh em nhá. Đấy, đến ngày 10 tháng 9 thì bên Gai Nào sẽ tổng kết vòng loại. Thì không biết là thực ra thì Gai Nào nên có một cái quà gì đấy cho những người mà vote này, hoặc là các streamer họ nên tặng quà cho người vote cho mình. MV đội 1, đội 2, đội 3 thì
đây là cái bảng xếp hạng, thì 7 cái streamer đứng đầu ở mỗi rank thì họ sẽ kết hợp với nhau để chia thành 3 nhóm để đi quay MV. Thế này mình thấy cũng khá là vui. Đấy, bây giờ dẫn đầu ở nhóm dưới cùng đang là Hà Thảo Linh, dẫn đầu ở nhóm thứ hai là Ma với 1472, và dẫn đầu nhóm huyền thoại là Bác Gấu với 3552. Phải nói là fan Bác Gấu rất đông đảo luôn. Vâng, cực kỳ đông đảo. Và lúc này thì mình nghĩ là cái cuộc chơi ở cái nhóm rank huyền thoại nó sẽ là cuộc đua giữa Bác Gấu như là AS Mobile, còn ví dụ như cô Ngân hay là Gao Bạc thì chắc suất rồi. Còn ba người còn lại là Mèo Đi Game, Hải Đăng với cả Lão Gió thì cũng khá là ok, tại vì ba bạn này cũng khá là quen mặt ở trong cái nhóm rank huyền thoại này. Ở nhóm thứ hai ấy thì Hoàng Thành Mốc cũng như là Ma Gaming thì chắc cũng chắc suất luôn, tại vì hai bạn này có lượng fan hiện tại ủng hộ rất đông. Nhưng mà còn ở nhóm dưới chưa biết nào, mà tôi hơi bất ngờ là anh Phò mới chỉ có 130 lượt vote ấy. Chắc là anh Phò chưa kêu gọi, chưa anh Phò kêu gọi anh Phò phải đứng ở trong đầu trong top này, thì anh Phò lượng fan rất là khủng khiếp. Ở nhóm dưới cùng thì rất là khó đoán, ở nhóm dưới cùng thì hiện tại Hà Thảo Linh thì đang dẫn đầu, nhưng mà cũng chưa biết là như thế nào. Rất tiếc là không có một số idol như là Kelly Gaming hay là Hùng Akira hay là Burst Gaming ở trong cái nhóm rank huyền thoại, bởi vì nếu mà có cái nhóm đấy, họ trong nhóm đấy thì cái cuộc đua trong rank huyền thoại nó rất là khủng khiếp. Ok, và đó là một số những tổng kết nhanh của mình về cái streamer đại chiến mùa này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của mình, đừng quên để lại mình một like, một subscribe nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.